Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tổng hợp của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý sau. Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ bằng những việc làm thiết thực. Hội hoa đăng trên dòng lục đầu huyền thoại. Quả ngọt nơi đất lành cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. 2 triệu trái tim cả nước đang hướng về đồng bào phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai từ bão số 3 gây ra. Và những ngày qua, đông đảo các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc cùng hướng về đồng bào các tỉnh bị lũ lụt ở miền Bắc với tất cả sự thấu cảm, sẻ chia bằng những việc làm thiết thực đầy tình tương thân tương ái. Suốt những ngày qua, trên khắp các địa phương trên cả nước, nhiều hoạt động nhằm chung tay góp sức ủng hộ đồng bào các địa phương miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 đã diễn ra. Sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn của người dân cả nước như là một lẽ tự nhiên, với mong muốn góp phần xoa dịu dần những mất mát, đau thương, tiếp thêm động lực để đồng bào một số địa phương phía Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tối ngày 22 tháng 9, chương trình Dòng Thời Gian bài ca đi cùng năm tháng số 3 với chủ đề Vì những mùa trăng an bình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật, đồ cứu trợ dành cho đồng bào vùng bị bão lũ. Cũng trong tối ngày 22 tháng 9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phòng trà không tên và Nova Service tổ chức đêm nhạc chủ đề Nghĩa tình phương Nam để kết nối và lan tỏa tình yêu thương của mọi người dành cho đồng bào mình, quyên góp ủng hộ cho công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 và hoàn lưu của bão gây ra. Toàn bộ số tiền 5 tỷ 266 triệu đồng quyên góp từ đêm nhạc đầy ý nghĩa này được chuyển vào Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ cầu an hội hoa đăng trên sông Lục Đầu là nghi lễ đặc trưng linh thiêng của lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ cầu an và thả hoa đăng ở đền Kiếp Bạc mang một ý nghĩa đặc biệt, sâu sắc và nhân văn, cầu cho đất nước thái bình, bão lụt sớm tan, nhân dân yên ấm, mùa màng thắng lợi. Lễ cầu an hội hoa đăng là một nghi thức đặc biệt bởi tính nhân văn sâu sắc, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho một thế giới đại đồng, là nghi thức tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc thánh vương, quân và dân Đại Việt trong công cuộc bảo vệ đất nước chống ngoại xâm. Nghi lễ năm nay tiếp tục được tổ chức trên đê sông Lục Đầu, bến Vạn Kiếp, đàn tháp với 9 tầng tượng trưng cho trục nối, giao thoa trời đất, âm dương, 9 tầng hoa văn cả đạo, Phật, Nho, đan xen tạo nên một bức tranh đa sắc màu lộng lẫy, biểu hiện của sự hòa hợp tam giáo. Dưới sông, hoa đăng lung linh bừng sáng cả góc trời Vạn Kiếp, có 6.000 hoa đăng được người dân truyền tay nhau thả xuôi theo dòng nước Lục Đầu. Cách trung tâm thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang khoảng 5 km, thảo nguyên hoa xuôi thầu rộng hơn 90 ha, có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Đây là địa điểm có tiếng trên bản đồ du lịch Hà Giang. Mỗi mùa, thảo nguyên hoa xuôi thầu lại mang sắc áo khác nhau, làm bất kỳ ai đã từng đặt chân đến cũng đều nhớ về. Thảo nguyên xuôi thầu bao la hùng vĩ bởi núi non trùng trùng điệp điệp bao quanh, bởi mơn mởn sắc cỏ cây cùng mây trắng tạo ra bức tranh huyền ảo trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Đứng trên thảo nguyên xuôi thầu, du khách có thể nhìn thấy con sông chảy uốn lượn qua những bản làng bình dị, thấy được địa phận các xã Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Cốc Rế. Vào mùa thu, thảo nguyên xuôi thầu khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn, dịu dàng dưới mây trời Tây Bắc. Những mảng hoa tam giác mạch bắt đầu bung nở, rực rỡ sắc trắng, hồng. Sau khi tiết trời se lạnh, màu hoa sẽ chuyển dần sang tím, hồng đậm. Vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 là lúc mùa hoa rực rỡ nhất, đồng thời diễn ra lễ hội hoa tam giác mạch tại các xã, huyện ở Hà Giang. Ngoài thảo nguyên hoa xuôi thầu, Hà Giang còn là vùng đất thu hút đông đảo khách du lịch bởi nhiều địa điểm nổi tiếng khác như phố cổ Đồng Văn, dinh thự Vua Mèo, chợ phiên Hà Giang. Dẫu đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con giáo xứ Lộc Thủy ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã đoàn kết đồng lòng hiến đất mở đường giao thông nông thôn. Giáo xứ Lộc Thủy là mái nhà chung của người dân thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2, xã Thạch Long. Đây cũng là hai thôn giáo toàn tòng trên địa bàn xã, với tổng số hơn 700 hộ dân và 3.500 nhân khẩu. Từ trước đến nay, bà con hai thôn vẫn quen với tuyến đường lòng lề đường nhỏ hẹp, chắp vá. Mặt đường nơi rộng nhất cũng chỉ 3,5 mét. Để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở hai thôn, giữa tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Thạch Long triển khai kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường trục chính của hai thôn. Suốt 20 ngày cao điểm vừa qua, trên địa bàn hai thôn, nhiều hộ dân đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, tháo dỡ các công trình để mở đường giao thông nông thôn. Các hộ dân còn hỗ trợ nhau ngày công để cùng tháo dỡ, dọn dẹp công trình kịp tiến độ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 15 hộ gia đình ở hai thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 đã tự nguyện hiến gần 300 m2 đất ở, 250 m hàng rào kiên cố, 3 cổng nhà, 332 m2 mái che, đồng thời chặt bỏ nhiều loại cây ăn quả, cây bóng mát để mở đường giao thông từ 3,5 m lên 6 m với chiều dài toàn tuyến hơn 400 m, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại, đáp ứng các quy định trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại thành phố Quảng Ngãi. Phiên chợ không chỉ bày bán các nông sản, đặc sản mà còn là nơi để người dân và du khách trải nghiệm không gian mang đậm sắc màu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần này dự kiến có 14 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Phiên chợ trưng bày hàng trăm sản phẩm hàng hóa là nông sản, thực phẩm, thảo dược đặc trưng của các huyện miền núi trong tỉnh gồm gừng gió Trà Bồng, châu khô Ba Tơ, măng vót Sơn Tây, dầu phụng Sơn Linh, chè xanh Minh Long, ớt xiêm Sơn Hà, mắm cá niên Sơn Hà, khổ qua rừng sấy khô, nấm linh chi Thái Lát, trà thảo mộc nấm linh chi, mật nhân sấy khô. Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân tỉnh tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tiểu dự án 2, dự án 3 của chương trình phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục triển khai dự án phục tráng giống lúa nếp đặc sản gà gáy nhằm đảm bảo giống chuẩn nguồn gen, không bị thoái hóa để phát triển nguồn gen quý của địa phương. Gà gáy là giống lúa nếp đặc sản của xã Mỹ Lung đã được người dân lưu giữ, duy trì gieo trồng từ nhiều đời nay. Gạo khi sôi lên dẻo, thơm được đánh giá là có chất lượng cao hơn so với các loại lúa nếp khác. Hàng năm trên địa bàn xã luôn duy trì canh tác ổn định 100 hectare trở lên với giống lúa đặc sản này, sản lượng đạt trên 350 tấn một năm. Để gìn giữ, bảo tồn, phát triển giống lúa nếp đặc sản gà gáy này, xã Mỹ Lung đang thực hiện dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm theo hướng sản xuất hữu cơ trên 24 hectare. Đây là nguồn thu nhập lớn giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hiện gạo nếp gà gáy đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, xã đang hoàn thiện chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm gạo nếp gà gáy Mỹ Lung. Tô màu di sản và trò chơi trí nhớ nghệ thuật Huế với họa tiết truyền thống Việt Nam của Triều Nguyễn là các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giáo dục di sản năm 2024 do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức hợp tác triển khai. Chương trình được tổ chức tại Điện Phụng Tiên, Đại Nội Huế và miễn phí toàn bộ đối với trẻ em. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình trong khuôn khổ dự án Bảo tồn trùng tu và phục chế ảo tích hợp đào tạo kỹ thuật tại Điện Phụng Tiên nhằm nâng cao nhận thức về di sản văn hóa Huế, giúp trẻ luyện tập các kỹ năng tập trung và phát huy khả năng nghệ thuật, sức sáng tạo thông qua hoạt động khám phá có tính tương tác và vui thú về nghệ thuật Triều Nguyễn, đồng thời tăng cường trí nhớ, sự hiểu biết và sáng tạo. Các em được cùng nhau học tập và vui chơi tại không gian văn hóa di sản tại khu vực Điện Phụng Tiên. Người tham gia chơi trò chơi luyện trí nhớ Huế The Memory Game sẽ được tìm hiểu về ý nghĩa của các họa tiết qua hình thức này, cùng nghiên cứu và tìm kiếm các họa tiết được sử dụng tại công trình Điện Phụng Tiên. Theo Sở Y tế Gia Lai, tuần qua, Gia Lai ghi nhận 153 ca sốt xuất huyết, tăng 21 ca so với tuần trước đó, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2024 đến ngày 23 tháng 9 lên 1.789 ca. Số ca mắc sốt xuất huyết tập trung nhiều tại thành phố Pleiku với 321 ca, huyện Chư Pa 254 ca, Đắk Pơ 241 ca, thị xã An Khê 234 ca. Dịch bệnh xảy ra tại 167 trên 220 xã, phường, thị trấn của 17 trên 17 huyện, thị xã, thành phố. Qua tiến hành khoanh vùng, xử lý, lực lượng chức năng đã khống chế được 678 ổ dịch, hiện còn 114 ổ dịch chưa được khống chế. Dự lường số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang bước vào cao điểm của dịch bệnh. Sở Y tế Gia Lai chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các huyện tăng cao trong tuần qua, đôn đốc hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn, điều tra vector và ghi nhận ổ dịch, xử lý ổ dịch kịp thời. Bưởi da xanh là cây trồng chủ lực của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là cây xóa nghèo làm giàu của hàng ngàn hộ nông dân huyện miền núi này trong hàng chục năm qua.
Giống bưởi da xanh được nông dân Đoàn Văn Hưởng ở xã Khánh Thành mang về từ miền Tây Nam Bộ. Đặc tính da xanh, ruột đỏ, ngon ngọt càng được tô thắm, đậm vị hơn khi sinh sôi trên mảnh đất Khánh Vĩnh. Nhờ cách làm bài bản, chất lượng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ sản xuất và tập hợp các nông dân trong vùng, ông Hưởng cũng thành lập nên hợp tác xã sản xuất, thu mua nông sản Hiệu Linh và xây dựng thương hiệu bưởi da xanh Hiệu Linh với các thành viên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, hầu hết các thành viên hợp tác xã đã nắm chắc quy trình chăm sóc, sản xuất để cho ra thị trường sản phẩm bưởi da xanh Hiệu Linh đạt chuẩn Việt Gáp, đủ tiêu chuẩn để đưa vào siêu thị, kệ hàng nông sản sạch. Cũng nhờ áp dụng quy trình canh tác, phân phối đạt chuẩn, năm 2023, bưởi da xanh Hiệu Linh đã đạt 3 sao OCOP. Hiện, bưởi da xanh Hiệu Linh được sản xuất trên diện tích 20 ha, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, mỗi năm cho ra thị trường hàng trăm tấn bưởi chất lượng cao. Bưởi da xanh Hiệu Linh được tin dùng không chỉ trên các kệ hàng siêu thị, cửa hàng nông sản sạch. Nhiều người sành ăn ở Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng đã đặt riêng mua bưởi Hiệu Linh để sử dụng. Câu chuyện và hình ảnh về phát triển giống cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao của hợp tác xã sản xuất thu mua nông sản Hiệu Linh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website, trang fanpage và TikTok của Báo Dân Tộc và Phát Triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.